Các bạn đến với nhóm review hôm nay. Nhóm review xin chia sẻ với các bạn một cái mảnh MP3 hiện đại audio. Đây là một cái module em giải mã MP3 cộng FM. Đây như mình thấy này, giải mã này thì nó có thể giải mã qua như SD hoặc USB. Ở đây có một cái cổng in thì các bạn có thể cấp nguồn 5V này, công tắc on off này, next bài tăng hoặc là tăng giảm volume thì mình cũng sử dụng trên này được. Đây là play stop, mode là để chọn các cái chế độ như là chọn FM hoặc là chọn thẻ nhớ USB. Đây là mặt sau. Mạch này thì sử dụng nguồn 12V. Đây có 17805 này. Led đầy thanh. Kèm theo đấy là một cái điều khiển từ xa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn để các bạn có thể làm được một cái mạch giải mã MP3 ở đây. Thì trên thị trường người ta có bán một số cái mạch khuếch đại audio. Đây là cái mạch Blue TDA 297. Con này thì tầm khoảng tầm 10 đến 15W một kênh. Hỗ trợ jack 3.5 này. Đầu ra out này. Đầu ra loa thì có hai kênh, A cùng B. Trên mạch thì có thiết kế một cái jack DC 5.5. Jack này thì bản cấp 12V, mạch này thì chạy cái nắp 12V. Biến chờ điều chỉnh âm lượng này. Rồi. Đây là một số cái phụ kiện đi kèm. Đây mình phải đóng một cái hộp mica. Tiếp đến là một cái loa, mình cần một cái loa. Ở đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép nối hai cái module này với nhau. Làm sao để nó hoạt động tốt nhất. Sau khi mình đã bóc cái lớp đi bảo vệ mica thì mình đã gắn nó thành một cái hộp. Ở đây thì mình bắt đầu sẽ đóng cái module M13 vào cái hộp mica này. Đây là jack audio. Đây các bạn chú ý nhé, nguồn 12V này, out này và in này. Ở đây mình cắm vào out nhé, theo đúng chiều này. Nó sẽ có hai kênh, kênh trái và kênh phải, và đất là chung. Và dây nguồn 12V này, các bạn phân biệt đúng chiều này. Bên tay trái là dương 12V nhé. Và cái module này nếu như mà các bạn mà cấp sai chiều dòng điện thì nó sẽ có sẽ bị cháy luôn nhé. Các bạn lưu ý nhé, âm 12 dương 12. Bên tay trái là dương nhé. Bây giờ mình sẽ nối vào cái jack DC 5.5. Đây là dương. Có hai chỗ âm nối cả hai cái dây này. Tiếp theo mình gắn cái hộp mica vào. Đây là hộp này mà các bạn lắp cho nó nét bốn màu vào, đặt xong rồi cắm vào âm ly. Tiếp đến là cái module TDA 7297, mình mới thêm cái jack DC, lát mình cắm vào đây cho nó chung nguồn. Dương đỏ
âm đền có luôn ở đây. Đây là cái dây 3.5 audio mình cấp vào cái module. Tiếp đến là cái loa. Loa mình đo âm cần. Cần thứ nhất này. Loa này thì không phân chiều âm dương nên các bạn không cần chú ý về chiều nữa. Cứ cấp 2 dây vào out của loa là ok. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn 12V cho module nhé. Đầu jack DC 5.5 cấp nguồn cho TDA cũng 12V. Khi cấp nguồn thì đèn trên module TDA sáng. Còn trên module giải mã MP3 cũng có tín hiệu. Và các bạn cần chuẩn bị một cái thẻ SD. Đây có thể làm thẻ micro nhé. Cắm vào đầu này. Lưu ý thì một cái là MP3 này thì giải mã theo chuẩn FAT 32 nhé, nên là lúc mà các bạn format thì phải để theo chuẩn FAT 32. Đấy. Nhấn mốt. Đây là FM thì các mình có thể dò. Ở đây mình đang chọn phát nhạc. Ở đây tay điều khiển sẽ tác dụng này. Tăng volume này. Dưới mình có thể được nhé. Nhấn giữ nhé. Còn nhấn một cái thì là tăng hoặc giảm bài. Đấy. Rồi các bạn thưởng thức xem nhé. Nghe khá là hay. Mình đã hướng dẫn các bạn ghép nối một cái module MP3 với một module TDA 2/7. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.